Sáng giờ không ai uống nước hết hả? Như người coi à? Dạ. Như người coi à? Hai chim. Hai chim à? Ủa, hôm nay chủ nhật mà. Thứ bảy chủ nhật à? À, đúng rồi, thứ bảy không tháng sáu. Quên. Đi riết không nhớ ngày tháng. Nhớ hôm nay ngày 12 thôi. Chứ thứ rồi không nhớ rồi. Thôi là anh còn nhớ hôm nay đi chụp hình. Tại hôm qua là chị kia nó gọi điện nhắc em. Sáng sớm chị gọi điện nhắc em lên được. Hôm nay là Thảo chụp hình với Phương Anh. Nhưng mà Phương Anh nó chụp bên phòng bên kia. Xin chào mọi người, hát cơm hát đi. Đi lạc hàng. Phải muốn order ca sĩ hát là dễ đâu. Phí đi. 15 tháng 12 là Phương Anh chung kết luôn. Không, 13. 13 tháng 12 Phương Anh chung kết. Hôm nay là làm cái layout mới ngủ dậy. Sáng sớm tinh mơ. Đúng rồi, sáng sớm tinh mơ mới ngủ mặt dậy. Mặt cầm dế rồi đó, không lấy cúp gì chứ. Chắc kêu anh Lâm chụp luôn chứ nách gì nữa trời. Đúng rồi, giờ kêu anh Lâm tới chụp luôn chứ mắc gì. Cái này ai chụp ta? Cô Tô Nguyễn Du hả? Em thể hiện sự tự hào của em. Có uống gì không? Không có đi chị vô. Em á hả? Ừ. Đi spa nhiều không? Ừ. À, cái hộp thuốc của chị là trên nhà em đúng không? Chị liên đâu? Bây giờ tôi đang ở quận 7 á mọi người. Quận 7 có chỗ nào uống cà phê muối ngon không ta? Cà phê muối quận 7. Ê, hôm bữa mình uống cà phê muối ngon mà mình không order lại ngu với tụi. Chỗ nào hả? Bữa qua đây nè. Bữa nó order cà phê muối cho em uống, em còn nói ngon nè, nói gì vậy? Ủa, sao vậy? À không, bữa đó mình đi chụp tất ba qua hậu bên... À bên kia. À bên quận 11, xa, quên. Xa, xa chỗ này. Xa, quên, bữa nay quận 11. Bên này cà phê muối nhiều chỗ lắm. Nhiều chỗ ngon lắm, quên. Bên này có chỗ nào có cà phê muối ngon không? Thường quá. Nó có chạy miếng. Kìa. Ly cà phê hai lên kỳ giặt tới nơi. Sáng sớm giặt tỉnh ngủ. Quận 7 ở bế Văn Cầm đó mọi người. À bế Văn Cấm chứ. Bế Văn Cầm đổi tên. Em cứ bế Văn Cầm hoài. Bế Văn Cấm. Cấm chứ không có cầm nha. Spaces. Không, tối nay là không có đi sự kiện. Ồ, có người biết anh nè. Hello anh Nghĩa kìa. Hello chị Nghĩa. Sao người ta gọi là anh? Hello anh Nghĩa. Nghĩa xinh ghê, đẹp gái dễ sợ. Có hai anh thỏ nào không này nọ. Ok quá trời. Không gì tuyệt vời bằng buổi sáng húp một muỗng cà phê mọi người. Tỉnh ngủ đó. Vô. Cái nào cũng có phải ít hết trơn rồi. Ôi nó phê. Em te. Hello Tè. Ê, nghe chưa? Ừ, ngon quá. Thôi, ăn bánh chén mập quá mọi người. Em nghe nè chị. Đang giảm cân. Mà nói giảm cân thì thôi, cái gì? Tôi mới đặt hộp cơm sườn. Gửi số tài khoản em chuyển liền nè. Lấy đại 200 đi. Trời ơi, mua xe hơi tặng em phải không? Em biết mà, để em chuyển cho.
em điện chị là em định book chị show ngày 18. Hát có một lần rồi mọi người nhớ hoài luôn. Rồi vậy chị. Được, 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 ok nha, rồi chốt nha. Cái tông những cân mà sáng sớm thì em cân tắm sườn mắc, nướng đó. 4 giờ sáng mình mắc 2 người đó. Mỗi người mắc 2 người. Rồi nha. Được. Chị hát xong là chị áo. Có bún nghe nha, có bún nghe nha. Phan đang mất cấp bên phòng bên kia rồi. Xíu tôi quay cho mọi người nghĩ bạn ăn cái. Chứ không có mấy cấp chung phòng. Ghét nhau mà tự nhiên. Không có ưa. Không có ngồi chung một phòng được. Ngồi bánh lộn á. Nên là anh này hết kế có biết ý nên tách hai người ra hai phòng. Ê. Dạ. Anh Lâm đưa layout nó chịu ok lắm. Dạ. Môi nút đỏ. Ủa là sao lắm cắn nha. Nút đỏ là sao? Là sao? Là nút ở ngoài đỏ ở trong á hả? Ừ, môi nút đỏ, tông cam nhưng mà môi nút đỏ. Hả? Ủa? Mắt nâu. Hơi lắm cắn cái khúc này. Chân mày lá, chân mày lá liễu. Chân mày lá liễu. Lâm tới gì vậy? Ủa leo sao vậy anh? Đó, nói đó thôi, nói đó. Cho em coi leo ké chứ. Thôi mình đừng có cho coi leo. Mắt xong rồi mình cho bất ngờ. Thôi, bất ngờ hay hú hồn lắm á. Em yếu tim. Nè, tổng thể thanh lịch sang trọng, nhắn mắt lấp lánh, có độ sâu, tông cam, môi đỏ. Ê, tự nhiên môi đỏ nhu nhẹ. Tự nhiên cứng cứng cái khúc chân mày của bạn ơi. Môi đỏ nhu nhẹ, giờ đang không hiểu là môi đỏ nhu nhẹ làm sao nè. Môi đỏ mà nhu nhẹ. Gọi cho Phương Anh hả? Phương Anh ơi! Phương Anh! Đó không nghe. Cho anh ta mất cúp đi đừng ngoài người ta nữa. Em đi cái thôi này em quậy cho đó Thảo rồi. Chị ơi, chị hỏi Phương Anh live stream Instagram chung với em không? Em đang live nè. Đây đang hỏi nè. Đang hỏi Phương Anh nè. Mà người ta không chịu tôi không biết nha. Không chịu hơi quê xíu mà thôi kệ. Cũng quen rồi. Cũng quen rồi. Chị Yên đang chụp hình cưới bên kia kìa. Đúng rồi, đúng rồi. Xíu bắt cóc xong rồi em qua tìm mấy cưới chị Yên nè. Dạ. Dạ. Nên là em mới hỏi layout kiểu tóc là gì đó. Ủa bản ảnh gì á? Ờ kiểu là chị Yên khai trương á, xong qua chị Yên cho chị. Ủa là của chị Yên luôn hả? Chị Yên á? Công ty chị Yên. À. Đang làm tóc. À. Ủa làm tóc thì sao? Thấy chưa, người ta chê tôi. Cảm ơn chị. Người ta chê tôi. Người ta chê. Mọi người kêu em tắt filter đi. Em nên tắt không ta? Không. Tắt đi khủng quá. Có sai không? Nhưng mà vấn đề là có xài filter đâu mà tắt. Không có xài. À là cái kẹp thiệt của mình nè. Ừ, cái kẹp thiệt của mình. Mình không có xài filter đâu mà tắt. Mình để kiếm filter khác đẹp hơn người ta. Cái này cũng được ha. Cái này đã thật chân lắm rồi đó. Để tắt cái kẹp thỏ của tôi rồi đó. Ta thỏ mà không cho ta xài kẹp thỏ. Bữa thì mọi người cứ comment bé dâu. Ủa, bé dâu anh thật dễ không hả? À bé dâu. Bé dâu là gì? Không có xài phiêu tờ hết á. Ai mà nói xài phiêu tờ là kiếm chuyện nữa. Là giận nó. Quậy á, lớn chuyện đó. Làm lớn lắm luôn. Làm là lớn, kiện đó. Làm lớn chuyện lên đó. Hello anh nhỏ. Thấy chưa, kẹp thỏ cute kìa. Quay lại cái kẹp thỏ đây. Trời ơi bà, nó mất cái filter rồi chị ơi. Đây cái filter nó quay lại nè mọi người. Nó mất filter mấy giây, mọi người bỏ qua khúc đó nha. Đừng ai chụp cái khúc đó lại. Mọi người chụp lại khúc đó thôi.
chị dạ. À rồi giờ nó mới bình thường. Dạ 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 chị. Nãy giờ nó lắc. Chị giọng con hả? Chị giọng con 10 điểm biết đâu là thế gian đời. Không có, do tôi mới nghe điện thoại đó, nên là nó bị tắt tiếng một xíu. Tôi lúc nào không chăm chỉ livestream. Ừ, nó lại mất cái filter, nó thiệt sự cái filter này. Đổi liền. Thôi, có cái này dễ thương. Nhưng mà nó không có bóp mặt chị. Có cái nền mà nó không, chưa đánh khối. Chẳng chưa đánh khối cho em đúng không? Chưa. Thấy chưa, chưa có khối. Mặt em nhỏ xíu thì nói gì. Mới có cái má hồng mà. Rồi giờ tự tin. Mới có dưỡng đó. Luôn á, chứ chưa có đánh cái gì luôn trên mặt luôn á. À là dưỡng thôi, nãy giờ mình dưỡng. Là nãy giờ mới dưỡng thôi, chưa đánh cái gì trên mặt hết á. Trời ơi, em không nói chị không biết nữa. Chị tưởng là mọc luôn chứ. Đây Thảo mới đặt cơm, cơm mới giao tới. Sáng sớm nhưng mà thèm cơm chuồng. Hôm nay là chụp lúc bút cho anh Lê Ngọc Lâm. Nhưng mà em để ý nha, anh Lê Ngọc Lâm chuyên gia bút hai đứa, em với Phương Anh. Lúc nào cũng chuyên bút hai đứa chụp cặp. Hôm trước là em với Tường Sang. Tường Sang. Một cái chớp đánh nhanh bút lộn không? Một vẻ đẹp khác em. Khác em quá. Em sao vậy? Em là quậy rồi nên là không được bị kê vô. Em quậy hồi nào? Cái ghế xuống, xuống miếng á. Rồi chị tấm nhẹ cái tay chị. Quá trời mỏi rồi. Cao quá. Chị bắt cái bụt rồi đó Phương ơi, rồi Thảo. Rồi, được rồi, được rồi. Sao ngân hà em biết ngọt quá. Ít cà phê. Có. Tao không lên tao cho một sao. Chị nó tính nào lấy chồng vậy? Trời ơi sợ quá. Ai đâu cưới tôi. Người yêu còn chưa có. Đúng rồi, người yêu còn chưa có nữa, hỏi lấy chồng. Là mẹ tôi kêu là 30 tuổi mới cho cưới. Lúc đó hơi già xíu mà không sao. Nó ổn định. Lúc đó trưởng thành. Đúng rồi, lúc đó mình trưởng thành mình ổn định rồi. Tổng kinh nghiệm nhiều lúc đó mà kiểu mắt màu đẻ lúc nào nuôi đâu đâu coi giờ đẻ là không biết đường nuôi là phải gỡ mẹ nuôi luôn. Giờ mà có em bé là kiểu cứ lên Google search rồi đó. Đau không hả? Dạ đau chứ chị. Em cột riết mà em bị hói luôn rồi đó. Thiệt nè, nó hói hói đây nè. Bây giờ chưa sạch miếng keo luôn á. Bữa nay đòi đánh cái tông trầm lắng không hợp với thiên nhiên ngọc ảo chút nào chứ. Chứ em tông gì chị? Em là phải tông lên. Em tông dịu dàng đó. Đây họ chỉ chụp hình lúc bút thôi. Wow, cáp ok quá trời. Nó cướp sáng ok quá trời. Mặt mọc mà mọi người sao ấy. Mọc ok quá trời. Mà như chị chưa cho em khối, chị nó hơi to cái mặt này. Có rồi. Đây, góc bên này ok hơn nè. Đó. Cái khối cởi đó em đọc. Nó xinh liền, mình phải quay cái góc khác thôi. Góc trực diện nó mới hợp với tôi đó. Cái này không phải là cộng tóc dư. Cái này là xíu người ta làm cái kiểu ở đây với cộng tóc dư nào. Thiệt á. Chết rồi, bên bển giật quá kìa. Bên mình không miếng nhạt nào chứ gì. Bé ra ngoài mượn lo kéo kéo với mình á. Mượn cái loa à. Mượn lo kéo kéo với mình. Nè chị béo lên hả chị? Không biết nữa. Không biết nữa. Giờ này ăn hơi nhiều.
hôm qua chị cái giấc mà 12 giờ đêm em thèm cơm sườn, mà kiểu em thèm giả man mà không dám ăn á, phải để dành buổi sáng. Dán đi ngủ sớm đi. Đúng rồi, phải ráng mà cắn cái miệng lại mà không dám ăn order mà ăn luôn. Ăn giờ đó hơi căng. Sáng mặt sưng. Ăn giờ đó là chị kẹt chửi á. Đây, Thảo đây. Sao dạ? Thảo đây. Thảo đây. Mọi người hay gọi em là Thỏ, em không quen tự xưng Thỏ nha. Em thấy nó không có hợp với mình. Em là cáo. Nhìn cao hết hả? Ôi, ôi mọi người nghe Phương Anh chơi nhạc không? Nghe Phương Anh chơi nhạc không? Nhạc hơi bị cháy nha. Thôi mình nghe nhạc ké cũng được. Mở cửa cái ngồi to to nghe nhạc ké. Trời thấy không? Chiếc Inter đó, mà chơi cái nhạc cháy chưa? Quậy ngầm đó. Giờ qua mở cửa, ba đứng mà nhảy đó. Sáng sớm chơi nhạc đó không nhức đầu hả ta? Nhạc đó phải chơi chiều chiều chứ. Sáng sớm cho nó nhạc dịu xíu. Chị đang ở bế băng cầm nhẹ qua đây chơi. Bế băng cầm. À bế băng cấm nè qua đây chơi. Trời biết thân được với ta luôn. Thôi không có cắt tóc ngắn đâu. Chị cắt tóc tém luôn. Thôi cắt mẹ la, là em cũng thích tóc dài. Nết quậy nhưng mà vẫn thích vấn đề không? Em thích tóc dài. Thích mặt đầm hồng rồi nó. Nói đi. Dép hồng rồi lắm, nói đi. Thấy xíu keo quá mà. Cái gel. Mình không cho xài keo, mình xài gel. Thôi không ý kiến đâu, công tụi bánh em. Ê xong cái này cho bà ra bà ăn đi rồi nó tiếc. Em lại xong nền chưa? Xong rồi. Xong nền gì? Ừ, nãy giờ mới dưỡng mà chị. Xin lỗi. Nãy giờ đang quốc dưỡng mà chị nói gì vậy? Xin lỗi. Lộ hết trên live stream em rồi. Nãy giờ cho em đã nấu rồi. Thôi là ăn trước đi. Ủa nay Thảo giống con gái quá hà, chứ thường người con gì? Bị đê hả? Ngọt. Cạt hơi à? Cạt hơi. Ăn. Thảo làm tiếp. Ăn đi. Ăn hả? Ăn đi. Ủa rồi tự nhiên cho hai cọng tóc nha. Để cho mọi người quan nghiếp Phương Anh cái nào. Đòi có Phương Anh hoài. Chưa có quay chị. Người ta không chịu quay. Ê cái mặt chị phê vậy, uống cà phê sữa không? Có. Thôi vậy anh về sáng đây, bye bye. Bye bye. Người ta không chịu lộ mặt. Không phải là do tôi. Dạ chắc em có. Để em coi. Đi ăn sáng. Không ứng nhơ nữa. Nhí thì đâu trời. Dạ. Không có mà. Mà chị biết sao không? Em mà ốm á. Tự nhiên cái phần này nó xương không? Phần này nó xương không? Mình ngồi lắm mọi người. Nhìn nó mắc cười đó. Nhưng mà em có chọn tay chân em vẫn nhỏ hả? Em bị mập đùi, em bị mập đùi nếu mà em mập lên á. Sao người thích bóc phốt nhau ghê á, có gì đâu bóc phốt trời. Chị ăn sáng chưa? Chị ăn rồi. Đúng là cái tông dậy sớm thiệt sự. Ôi trời ơi, mắc cúp cô dâu ạ. Ủa khách nào mà mắc cúp đi đám cưới hay chụp cưới? Ủa đám cưới gì sáng sớm gì vậy?
cướp về về miền Tây hay sao? À, giờ make up xong rồi lên xe. Ừ, nhưng mà em sợ kiểu make up mà lên xe lắm nha. Ngủ xíu trôi. Kiểu nhớ là tóc của em nằm cứ cà lạc cà lạc. Lên xe là để đi ngủ nha, không có mở mắt nổi nha. Trời là ăn sáng đó mọi người, chứ ăn trưa gì. Ủa sao giống mút ban quá nè. Chơi cũng ngon. Filter nữa rồi. Ủa, em sinh năm bao nhiêu? 20. Để chắc chắn là mình lớn hơn trên chị. Không chị. Thì khi đứng kế hạ mấy em già thôi, chứ em thấy em vẫn còn trẻ. Vẫn còn tươi trẻ. Đu bo ơi. Đu bo gấp giống con dây với mũi. Không nhìn nhìn em được. Thà là em không có ý định giảm cân thì em nhìn được, chứ em có định giảm cân không nhìn được. Nhưng mà em vậy rồi em giảm gì nữa. Không biết không, kiểu mọi người nói em ốm, em thấy em mỡ mập. Để là cho người ta nói chứ mình thấy sao vui mình thấy được. Em mập cái bụng á. À, chị không uống trà chữa đâu. Chị uống cà phê, có cà phê. Học 3 tiết thì sao giờ sớm vậy? Nước chậm mắt khổ quá. Có ăn gì bậy bạ đâu. Giấc nửa đêm nữa đậu. Nửa đêm là đói. Cứ nửa đêm cái miệng nó rất chép 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 chép. Thảo tập yoga. Nhưng mà Thảo dễ mệt lắm. Tập cái nào mà chỗ mồ hôi nhiều mình mệt mệt là chịu. Và bế văn cánh gặp tôi nè. Đây. Chụp màn hình xíu. Sao mọi người lại cười như vậy? Chắc là nước mắm này cay quá.
Chờ. Thôi chắc tôi tắt rồi mọi người ơi. Thôi bye bye mọi người. Bye bye cả nhà yêu của Kem. Bye bye. Chứ mình like tiếp ha. Bye 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 bye.